Tropequia là thế hệ sản phẩm mới nhất của dòng sản phẩm Hohen Pequia, được sản xuất hoàn toàn từ dược liệu thiên nhiên, có công dụng giúp giải cảm hàn, thông phế, bình xuyễn. Tôi bị ho từ ngày dùng siro Pequia, tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh. Con tôi bị khó thở khi uống siro Pequia 8 tuần, cháu thở rất dễ dàng. Tôi bị hen suyễn, tôi đã dùng siro Pequia được 2 tháng, cơn hen không tái phát trở lại. Siro Pequia thông thoáng đường thở cho người Hohen. Siro Pequia thông thoáng đường thở cho người Hohen. Xin kính chào quý vị khán giả đến với chuyên mục Không gian sống khỏe, phát sóng vào lúc 17:45 thứ năm, thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Trước khi cùng gặp gỡ và trò chuyện với chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng ta sẽ cùng ghé thăm gia đình của một bệnh nhân hen. Ngồi trò chuyện vui vẻ với chúng tôi như thế này, ít ai nghĩ rằng trước đây ông Nguyễn Đại Đồng đã phải chiến đấu dai dẳng với căn bệnh ho hen cả chục năm trời. Ông kể cách đây vài năm, việc nhập viện thường xuyên trong những cơn hen cấp dữ dội khiến sức khỏe ông gần như suy kiệt, khiến bà Nguyễn Thị Vân, vợ ông không khỏi lo lắng. Bệnh ông ban đầu là ho, khó thở, nên là nghẹt thở không thở được, vì phải là xoa bóp này. Rồi phải là nặng quá là phải người nhà không thở được, phải đưa đi viện này. Đi viện thì thời gian năm là khoảng 14 ngày, mà bệnh viện Nam Đan được là phải viện tỉnh. Tình cờ trong một lần xem truyền hình, gia đình ông Nguyễn Đại Đồng đã biết đến sản phẩm siro Pequia Hohen có nguồn gốc từ dược liệu. Sau khi gọi điện trực tiếp về số điện thoại tư vấn, ông yên tâm và tin tưởng sử dụng sản phẩm trong vòng 3 tháng. Sau khi dùng thuốc Pequia này thì thấy bệnh tình của ông chồng tôi là nó khỏe hẳn, mà da rẻ bình thường, rồi ho là không ho nữa, mùi nước là không có, rồi thở là vẫn thở bình thường, thì gia đình vẫn tin tưởng theo dõi trong 6 tháng này là cũng như là không ho lại. Sau 6 tháng này là ông khỏe, rồi không thể đi viện thì gia đình rất yên tâm. Dù tuổi đã khá cao, nhưng những ngày thời tiết thay đổi như thế này, ông Nguyễn Đại Đồng đã hoàn toàn yên tâm khi luôn mang bên mình sản phẩm siro Pequia Hohen. Thưa quý vị khán giả, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy rằng những bệnh nhân bị hen thì thông thường gặp phải triệu chứng là khó thở. Và để đi tìm hiểu một biện pháp điều trị triệt để, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với bác sĩ tiến sĩ Nguyễn Đình Nhân. Xin chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, trong những số trước của chuyên mục Không gian sống khỏe thì chúng tôi được biết sản phẩm siro Pequia Hohen có công dụng điều trị chứng bệnh ho và hen. Vậy còn với cái triệu chứng là khó thở thì sao? Cái thành phần để cấu tạo lên cái siro này thì trong đó họ có dùng là ma hoàng, thì người ta đã chứng minh rằng nó có một cái hoạt chất, và hoạt chất này có tác dụng để giãn cái cơ phế quản. Vì vậy là đối với triệu chứng khó thở là triệu chứng chính, do nguyên nhân là do bị co thắt cái cơ phế quản, nó sẽ có cái tác dụng cải thiện đối với cái trường hợp khó thở, nó có thể giải quyết được một phần trong cơ chế điều trị cái khó thở. Để sử dụng sản phẩm có hiệu quả thì cần phải lưu ý điều gì ạ? Đối với bệnh lý mà ho hen ấy, thì chúng ta cần phải được các bác sĩ chuyên về hô hấp xác định cho chúng ta là ở cái bệnh lý gì. Đối với quan điểm của y học hiện đại thì khi mà có cái bệnh lý ho hen thì người ta phải xác định được bản chất của bệnh là bị ở cái mức độ nào, bệnh cấp hay bệnh mãn, thì chúng ta sẽ có một phương án để điều trị. Trước khi kết thúc chương trình thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả, đặc biệt là những người đang mắc phải triệu chứng khó thở, một vài lời khuyên ạ. Đối với bệnh nhân mà bị khó thở thì chúng ta phải đi khám để được xác định xem là chúng ta bị cái bệnh gì, cái bản chất của bệnh nó nằm ở đâu. Từ cái chuyện bản chất nằm ở bệnh ở đâu thì kể cả đông y, tây y chúng ta sẽ xác định được là cái chúng ta cần phải nhằm vào cái mắt xích nào để chúng ta điều trị. Hiện nay thì chúng ta có một cái sản phẩm mới là cái siro Pequia Hohen. Thì cái này được cấu tạo bởi một cái bốn cái thành phần chính là gồm có ma hoàng, quế chi, hạnh nhân, là những cái thành phần chính, thì có tác dụng là tuyên phế, giáng đờm, giáng khí và làm giãn cái phế quản. Vì vậy cho nên có tác dụng là vừa làm cho ta dễ thở, giảm đờm và chúng ta có thể giảm được cái ho. Thì nó có cái tác dụng hỗ trợ rất là tốt để điều trị cái bệnh lý Hohen này. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ ạ. Chuyên mục Không gian sống khỏe xin được tạm dừng tại đây. Mọi thư từ góp ý quý vị khán giả có thể gửi về địa chỉ biên tập không gian sống khỏe a@gmail.com hoặc gọi điện thoại tới số máy 043-7956-199. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Siro PQA, thông thoáng đường thở cho người ho hen.